Xin giới thiệu với cả nhà, đây là ban công hoa giấy nhé. Các cái phòng khách ở của chung cư thường hay có một cái ban công, người ta cũng có thể gọi là loggia. Cái ban công thì thường là hay để cây cảnh và thoáng, cho thoáng gió để cho mát và view không gian ở bên ngoài. Mỗi nhà thì có một cái cách thiết kế decor riêng để cho nó phù hợp với gia đình. Như với mình thì cái ban công chung cư nhà mình đây thì cái chiều ngang nó rộng khoảng 4 mét rưỡi. Đấy, thì mình thiết kế một cái cây hoa giấy và một bên để cho nó bò lên trên, để ở dưới là mình vẫn có khoảng không gian rộng để thoáng, để thứ nhất là mở cửa ra gió lùa mát này, thứ hai nữa là ngồi trong phòng khách có thể view ngắm toàn cảnh thành phố Hà Nội ở bên ngoài. Đấy. Cây hoa giấy này thì nó có nhiều loại, nhưng mà cái giống hoa giấy này của mình là hoa tím Huế. Tím Huế thì hoa nó, cây nó phát triển khỏe nhưng mà hoa nó lại kém hơn là những cái dòng hoa giấy khác như là sắc pháo hoặc hai màu. Đấy. Khi mình trồng cây hoa giấy, mặc dù nó to như thế này nhưng mà nó nhiều lá nhiều tán như thế này, nhưng mà mình vẫn sử dụng một cái chậu rất bé. Tại sao mình sử dụng cái chậu bé mà không sử dụng to? Nếu mà cái chậu to thì các bạn có cái lượng đất nó nhiều thì nó cũng rất là phù hợp với cả cây, dễ chăm sóc. Nhưng cái chậu bé thì nó sẽ khó chăm sóc hơn, bởi vì là nó có cái lượng đất nó rất là ít, cái cây nó hấp thụ nó sẽ kém hơn. Thế nhưng mà mình vẫn phải cho cái chậu bé, bởi vì là nó không ảnh hưởng đến cái tầm view không gian của ban công. Đấy. Mình muốn để ban công nó rộng thoáng nên mình để view như thế. Đấy, mình quay cho các bạn xem nhá. Đấy. Đấy, ông ngắm toàn cảnh nhá. Đây là ngắm toàn cảnh khu vực Trung Hòa nhé. Mình quay video này, hoa chủ yếu hoa nó hoa kia là nó mặt trong, mà hoa nó mặt trong thế là nó không có ánh sáng. Nếu mà mình mà có đèn ấy, mình soi thì ánh sáng thì hoa giấy nó sẽ rất rõ, quay rõ thì đẹp lắm. Thấy không? Ngắm toàn cảnh thành phố Hà Nội nhé. Đây là khu vực phường Trung Hòa. Đấy, các bạn thấy chưa? Như một bức tranh luôn. Như một bức tranh Paloma luôn. Hiện tại cái cây hoa giấy này mình cũng mới chăm sóc cho nên là cái tay dăm cành nó chưa được kín nhé. Chưa được phủ kín, chưa được dày. Chứ khoảng một năm nữa thì nó sẽ dày đặc luôn và tuyệt vời luôn. Hoa tím Huế này thì nó có cái đặc điểm là cây thì nó rất là khỏe, hút nước uống nước cũng rất là nhiều, lá rất dày xanh đen. Thế nhưng mà chỉ mỗi cái là hoa của nó thì nó kém các cái giống hoa giấy khác, và vào mùa hè thì nó ít hoa. Bây giờ đang là tháng 9 nhá. Bây giờ đã đang là tháng 9 dương cho nên là hoa nó cũng có một ít thôi, nó không dày hoa như mấy cái dòng sắc pháo với hai màu. Đó. Thế nhưng mà cái hoa giống tím Huế này nó lại có cái đặc biệt là nó lại vào mùa đông. Tức là vào Tết, mùa thu và mùa đông. Hoa nó rất là nhiều và đẹp, hoa nó đậm màu tím luôn. Đó. Cho nên cái cây này hiện tại bây giờ là tháng 9 dương lịch và nó là tháng tháng 8. Chuẩn bị sang tháng 8 âm lịch. Nó hoa như thế này thì mình sẽ đợi đến khoảng tháng gần Tết, trước Tết khoảng 2 tháng mình sẽ xử lý để cái cây hoa giấy này nó ra để chơi đúng vào tháng Tết nhá. Đúng vào tháng Tết đẹp luôn đấy. Chơi đẹp luôn, hoa sẽ tưng bừng luôn.
ban công của chung cư ấy thường là nó thiếu ánh sáng. Thế cho nên là chúng ta các gia đình mà ở chung cư ấy, muốn thích chơi hoa thì phải nghiên cứu những cái loại cây, những cái loại hoa mà nó phù hợp với cả trồng ở cái khu vực là thiếu ánh sáng. Đấy. Cái hoa giấy này thì nó cũng chỉ đẹp khi mà nó có ánh nắng. Một ngày nắng nó phải chiếu sáng có khoảng 5 đến 7 tiếng thì cái bông hoa rất là đẹp. Thế nhưng mà mặc dù hoa nó có thể là không thiếu nắng, cái bông nó không được đậm đà, thế nhưng mà nó còn vẫn hơn các cái loài hoa khác. Các loài hoa khác thì trồng ở chung cư là phần lớn là không 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 phát triển được, bởi vì nó thiếu ánh sáng và cái chăm sóc của nó cũng không được như ở dưới mặt đất. Đấy, thấy không? Chùm hoa này của mình có thể chơi được 1-2 tháng nhé, 1 tháng rất nhiều luôn. Hiện tại là đang quay nó ngược sáng quá, thế nên là nó không không được đẹp, không được nét. Nhưng mà cũng rất là phê. Mình đam mê hoa giấy thì nhìn thấy sướng lắm các bạn. Không gì bằng luôn.